Về nhà đi anh, nghe cái tên nó cũng kiểu nó rất là drama, nó rất là tình cảm, kiểu như một bộ phim ngôn tình vậy. Đúng, đó. Chính xác. Nhưng mà ai đâu biết đâu. Vô đây rồi mới biết format chương trình là về an toàn giao thông. Chính xác. Về lái xe đi đường này nọ. Đúng. Mà em là cái người chuyên đóng phạt. Chuyên đóng phạt. Lái xe bao nhiêu năm rồi? Em lái xe cũng có thâm niên rồi. Thâm niên rồi mà vẫn bị phạt như thường. Nhưng mà vẫn bị phạt như thường. Cái lỗi nào mà Phát bị phạt nhiều nhất? Cái lỗi mà bị phạt nhiều nhất là bị quá tốc độ. Quá tốc độ. Có một lần là trên đường cao tốc về miền Tây đó, Trung Lương á, là ngày xưa là cho đi 120 km/h. Dạ. Mà sau này là bỏ trạm thu phí rồi, chỉ còn là tối đa là 100 km thôi. Thì cứ tưởng đâu là giống như ngày xưa cứ đạp 120. Chính xác. Vừa hết cao tốc mắc vô. Đó, đây nhá, đây em có bị phạt bao giờ chưa? Trời, em nghe anh nói em bị phạt nhiều em sợ. Hôm đó là em chưa có đủ tuổi, em mới có 17 tuổi rưỡi à. Dạ, chưa đến sinh nhật. Chưa có tới sinh nhật em, cái xong rồi tự nhiên em đang chạy, hôm đó em đi thi nữa. Em vừa mới quẹo vô cái tự nhiên quát em vô à. Em không biết lý do tại sao. Bé, không có gì là tự nhiên hết. Đó là tự nhiên anh à. À, tự nhiên luôn hả? Đó là tự nhiên. Rồi sao nữa nè? Cái xong rồi em nói là thôi tiêu rồi. Tiêu. Tiêu thiệt rồi. Tiêu sắp thôi. Đi thi rồi. Mà giờ bị ép vào đây giờ sao? Em khóc mà em gào, em la chú ơi ra vô coi. Thôi đi thi. Chú không nghe em nói cái gì hết. Thì, rồi sao nữa? Cái chú nói đâu thì thi đúng không? Đưa số báo danh đây. Đưa giấy thi đây. Ê, các em đưa ra cái xong rồi mọi người thấy la khóc dữ quá, người ta nhìn. Cái thế là chú cho em đi. Em nói chủ hồn. Thôi nha, nhưng mà bây giờ cái lần đó là rút kinh nghiệm một trong số ít thôi, chứ không phải là mình cứ bị phạt xong cái mình làm khó các anh cảnh sát giao thông. Em hiểu thề không? Luôn, em không bao giờ làm khó luôn. Ừ, chứ cái đó là làm gì? Đủ tuổi một cái là em đi thi giấy phép liền. Bằng lái có chưa? Có bằng lái luôn. Ngon lành. Cùng với đội mình đi, tôi quay qua đây tôi thấy hồi nãy là nghe kể chuyện thấy bên đây xì xào quá. Thì không biết là có cái câu chuyện gì mà Lina muốn kể cho mọi người không? Hồi nhỏ tập xe đạp á, mà hồi xưa là ở dưới quê không có kiểu xe đạp mini như bây giờ kiểu nữ đâu mà xe đạp còn vong đó em. Đâu ba mẹ đâu có cho tập đâu, tự lấy xe mượn xe hàng xóm tập. Mà ở nhà ở quê có mấy cái đống củi gì nè. Bay vô luôn. Đam mê. Cái đó là bay vô luôn. Như những con bù hóc đam mê vô luôn. Sau lần đó biết chạy luôn. Em nè, ngày xưa là chạy xe đạp là mới biết chạy cũng giống như chị đó. Mê lắm, thấy cái xe đạp là trời ơi, đam mê mà nhà không có phải mượn hàng xóm. Ừ đó, mượn hàng xóm em chứ đâu có đâu. Mà không phải là đụng vô đống củi như chị đâu. Là có cái ao, nhà trước có cái ao á. Phải. Trời ơi, anh là đi tắm đi. Xong luôn. Là ủi xuống dưới luôn. Mà ngóc lên rồi mới biết trời ơi, cái ao là ao nuôi cá tra. Ao nuôi cá tra, ao nuôi cá tra. Không phải ao luôn nữa. Trời ơi, mừng em. Trời ơi, hàng xóm nó bu lên vớt em lên. Mà tiếp điều mà mình không muốn lên luôn á. Tiếp điều mà mình không muốn lên luôn á. Lên là nhục quá trời.